Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 30 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin lộ bằng chứng bà Nguyễn Thị Kim Ngân nhúng tay vào vụ buôn người. Dù muốn hay không, với tư cách là cựu chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân là nhân vật bất khả xâm phạm đối với luật pháp tại Việt Nam. Ngay cả việc bắt một ủy viên Bộ Chính trị từ xưa đến nay chỉ có một trường hợp, còn việc kỷ luật hoặc truy tố một nhân vật thuộc hàng tứ trụ thì chưa có bao giờ. Việc phanh phui các vụ án trong chế độ này theo nguyên tắc tòa án bậc thấp không được khui qua chức bậc cao nếu chưa được bật đèn xanh ở bậc cao hơn. Điều tra phải dùng đúng lúc, nếu không thì sẽ mang họa vào thân. Nếu có lỡ làm lộ thông tin về sự liên quan của những nhân vật cao hơn vào vụ án thì phải đóng dấu tuyệt mật và cấm mọi nhân viên điều tra, các luật sư tiếp cận hồ sơ. Đó là luật bất thành văn. Ở vụ án Mobile Phone mua AVG có lộ một thông tin về những tài liệu có chữ ký của ông Tô Lâm, thì hồ sơ này phải được đóng dấu mật để cấm nhân viên điều tra và luật sư tiếp cận. Đây là hình ảnh là quan chức thuộc diện tứ trụ, bà Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ không bị pháp luật chạm đến. Trong vụ án Mobile Phone mua AVG và vụ án chuyển nhượng đất vàng 246 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh có liên quan đến công ty Amax, được cho rằng của Nguyễn Thành Phượng, con gái của ông Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên, tất cả mọi thông tin liên quan đến Nguyễn Thành Phượng đều thuộc dạng cấm kỵ, không được đụng đến. Và đấy mới chỉ là Nguyễn Thành Phượng, một nhân vật dựa hơi cha mình khuyên đảo thị trường tài chính và những vụ làm ăn mờ ám mà cũng thuộc loại nhân vật không được đụng đến. Như vậy, một nhân vật đã từng đứng vào hàng ngũ tú trụ triều đình thì càng khó đụng chạm hơn. Tuy động chạm tới bà Nguyễn Thị Kim Ngân thì không thể, nhưng với việc bà Ngân không còn giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội thì quyền lực của bà yếu đi rất nhiều. Những ai mà trước đây được bà che chở an toàn thì những người đó giờ đã mất đi ô dù lớn. Đó là điều dễ hiểu và tại sao vụ án này sẽ được lật ra ngay sau khi bà Nguyễn Thị Kim Ngân không còn là Chủ tịch Quốc hội. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân theo học bài của ông Nguyễn Tấn Dũng, đây là câu hỏi được đặt ra. Việc bà Nguyễn Thị Kim Ngân dùng chuyên cơ của mình chứa ngồi trốn đi Hàn Quốc đã thực hiện từ tháng 12 năm 2018. Tuy nhiên, đến trung tuần tháng 9 năm 2019, tức là 10 tháng sau, xã hội Việt Nam mới biết được vụ việc. Điều đáng ngạc nhiên là vụ việc bị phía Hàn Quốc khui ra, chứ phía Việt Nam thì vẫn ém im lặng. Điều đó cho thấy phía Việt Nam đang thực hiện việc bao che rất có hệ thống đối với những hành động xấu xa của quan chức cộng sản. Và điều này đã có dường như từ rất lâu và rất nhiều chuyến bay như vậy đã được chốt lọt. Và chuyện xấu xa bị nước ngoài phanh phui là như thế này không phải là lần đầu tiên. Vào năm 2012, nhật báo Úc The Sydney Morning đăng tin này cho biết đại diện thương mại cấp cao của Úc là bà Elizabeth đã gặp đại tá Lương Ngọc Anh vào đầu những năm 2000 khi bà làm việc tại Hà Nội. Vào thời điểm đó, đại tá Lương Ngọc Anh đang làm việc với công ty Security để giành hợp đồng in tiền với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đại tá Lương Ngọc Anh bị các công tố viên và cảnh sát Liên bang Úc cáo buộc nhận hối lộ lên đến 20 triệu đô la Úc cho vụ in tiền này. Các nguồn tin ngoại giao xác nhận bà Maru đã khuyến khích công ty Security trả các khoản tiền cho đại tá Lương Ngọc Anh để ông này giúp đỡ thắng thầu. Ông Lương Ngọc Anh được xem là thân cận của ông Thủ tướng lúc đó là Nguyễn Tấn Dũng, cũng là người mà báo chí Úc gọi là người giữ túi tiền bẩn cho cấp trên. Đấy là một bằng chứng cho thấy vụ nhận hối lộ của công ty in tiền Polymer Úc đã bị lộ từ Úc, chứ Việt Nam thì vẫn ém nhẹ. Và sau đó là vụ buôn người sang Hàn Quốc trong chuyên cơ của bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng xảy ra y hệt như vậy. Đây là hình ảnh vụ in tiền Polymer bị phía Úc khui ra liên quan đến thuộc hạ của Nguyễn Tấn Dũng, đó là đại tá Lương Ngọc Anh. Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam sang thăm và làm việc tại Hàn Quốc do nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khi đó dẫn đầu, đài truyền hình MBC của Hàn Quốc loan tin cho biết 9 người đi theo đoàn đã không quay trở lại Việt Nam sau chuyến thăm từ ngày 4 đến 7 tháng 12 năm 2018. Và từ đó, những người ở Việt Nam mới biết có những chuyện động trời đến như vậy. Và giải mã nguyên nhân vì sao hôm nay tòa mới xét xử vụ này. Điều dễ thấy là cho đến nay tòa mới dám xử vụ án đi nhờ chuyên cơ Chủ tịch Quốc hội. Điều đáng nói là phiên tòa diễn ra ngay sau khi bà Nguyễn Thị Kim Ngân mất quyền lực. Đây là mấu chốt của vấn đề. Điều này chứng tỏ rằng trong suốt 2 năm
vụ án này được xếp vào ngăn kéo là do quyền lực nào đó đã tác động. Chẳng thà bà Nguyễn Thị Kim Ngân đề toán xử vụ này ngay khi còn có tin từ phía Hàn Quốc thì không ai nghi ngờ bà Ngân. Tuy nhiên, việc ém nhẹm vụ án này trong lúc tay bà vẫn đang còn giữ quyền lực, nó đã tự nói lên tất cả. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân có tật mới giật mình đến như thế. Và điều đáng nói là càng cố chối, người dân càng nghi ngờ, bởi hành động đó tố giác con người. Sau vụ án tai tiếng này, vào ngày 25 tháng 9 năm 2019, bà Nguyễn Thị Ngân cho người phát ngôn của Quốc hội Việt Nam, ông Tổng Thư ký Nguyễn Hạnh Phúc mới đưa ra lời giải thích rằng những người bỏ trốn ở tại Hàn Quốc không thuộc thành phần đoàn ngoại giao mà chỉ đi nhờ máy bay. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hạnh Phúc đã cố chống chế sơ hở này thì lại để lộ ra sơ hở khác. Điều đáng nói là ông Nguyễn Hạnh Phúc không cho biết thêm chi tiết về danh tính và nghề nghiệp của những người đi nhờ máy bay của bà Nguyễn Thị Kim Ngân và tại sao những người này lại có đặc quyền đó. Đi chung máy bay với Chủ tịch Quốc hội, ai cũng biết là nếu không quen biết thì không thể lên máy bay được. Cho đến bây giờ, không một cơ quan chức năng nào giải thích thỏa đáng thắc mắc này. Đây là góc khuất mà bà Nguyễn Thị Kim Ngân hoặc đại diện của bà không thể nào giải thích nổi. Và xã hội luôn đặt câu hỏi, tại sao phanh phui tất cả mà lại không phanh phui mọi chuyện? Việc phanh phui này rất đơn giản, vì lên máy bay làm sao thoát, không khai báo. Ấy vậy mà từ đó đến nay, chính quyền đã không công bố. Đó là hành động bao che có hệ thống cho tội phạm. Đây là hình ảnh sau khi bà Nguyễn Thị Kim Ngân mất quyền lực vào tay ông Vương Đình Huệ, vụ án đi nhờ chuyên cơ mới được đưa ra xét xử. Vào ngày 30 tháng 3 năm 2021, Quốc hội Việt Nam đã biểu quyết thông qua nghị quyết về phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội. Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân với tỷ lệ 89,38%. Việc đem vụ án đi nhờ chuyên cơ ra xử lúc này cũng là trùng hợp với lúc quyền lực bảo kê của bà Chủ tịch Quốc hội đã không còn. Vấn đề là sắp tới định đưa ra xét xử thì thật sự xử nghiêm hay không cũng là một câu hỏi đặt ra. Hay là xử qua loa lấy mấy nhân viên ở cấp dưới, đúng ra vấn đề này thì những người đứng đầu phải liên đới chịu trách nhiệm. Ở các nước, các quan chức dù có bê bối nhỏ thì họ cũng từ chức vì thấy không xứng đáng. Bà Ngân càng im lặng thì không những bà không xóa đi sự nghi ngờ của người dân đối với bà mà sự nghi ngờ ngày càng tăng lên. Và câu hỏi đặt ra là bà Nguyễn Thị Kim Ngân nên làm gì vào lúc này? Đây không phải là lần đầu tiên việc công dân Việt Nam hay quan chức đi công tác và tham quan nước ngoài rồi bỏ trốn ở lại. Trước đây đã từng xảy ra chuyện các quan chức người Việt đi công tác ở châu Âu đã không quay trở lại, hay như vụ ông Trần Ngọc Phi Long, Phó trưởng phòng hợp tác quốc tế của Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ, được bị cử đi công tác tại Mỹ đã trốn ở lại quốc gia này. Tuy nhiên, vụ đi theo đoàn ngoại giao của Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu thì đây là trường hợp đầu tiên. Tuy nhiên, hiện 9 người này là có tổ chức, có thu tiền từ những người có nhu cầu. Vụ việc này rất nghiêm trọng vì nó là một tổ chức được chuẩn bị hết sức bài bản, chặt chẽ và chưa biết họ đã làm được bao nhiêu vụ như thế với rất nhiều chuyến chuyên cơ của các nguyên thủ quốc gia tại Việt Nam đi công tác nước ngoài. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Kim Ngân càng im lặng, người dân càng nghi ngờ nhiều. Hiện nay, việc ém nhẹm vụ án trong suốt thời gian nắm quyền lực là một sai lầm tai hại. Nếu bà Nguyễn Thị Kim Ngân sáng suốt thì bà cần phải lên tiếng xin lỗi trước quốc dân đồng bào vì sự cố nêu trên. Nếu không làm được, bà càng gây thêm sự nghi ngờ của người dân đối với bà. Việc phanh phui bà Nguyễn Thị Kim Ngân thì pháp luật của Đảng Cộng sản Việt Nam không thể. Việc đảng cho quyền luật bà Ngân lại càng không. Tuy nhiên, vết nhơ mà bà để lại như thế này không mấy tốt đẹp gì. Cũng giống như ông đại tá trước đây với vụ tiền polymer, bà Nguyễn Thị Kim Ngân im lặng thì tội của bà còn đó. Và chắc rằng bà không thể nào cột sửa được cùng với tai tiếng 300 chiếc áo dài tốn kém hàng nhiều tỷ đồng của bà. Những kỷ lục thật đáng xấu hổ chứ chẳng tốt đẹp gì của các quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Sáu ngày 30 tháng 4 năm 2021 với bản tin lộ bằng chứng bà Nguyễn Thị Kim Ngân nhúng tay vào vụ buôn người. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.